Xin chào. Chào. Xe đến chưa? Đây ạ. Đi ra xe. Hôm nay người ta bỏ, không chấp. Sau là phải uống bù ấy. Không cho kiểu. Cơm và nước cam như anh yêu cầu đây. Anh ăn luôn chưa để em sắp sẵn? Ăn cùng luôn. Em có hẹn đi ăn với chị Diệu rồi. Ăn một mình buồn lắm. Nuốt không trôi. Đằng nào cũng hai suất được còn gì. Là anh dặn em. Thì anh nghĩ em hiểu ý của anh mà. Chịu. Em làm sao mà biết được. Nếu anh chuẩn bị hẹn hò với ai đó thì sao? Phải tự chuẩn bị cho mình thôi. Em biết không, nhiều lúc bất đắc dĩ anh phải đi với người nọ, ăn uống với người kia. Muốn kiếm được tiền ý, thì phải trưng cái mặt cười lên. Chứ nhiều lúc trong lòng buồn thối ruột. Đấy là việc của sếp. Chúc ngon miệng. Thế không bê vào cho anh à? Thái độ của em làm sao đấy? Hình như anh nhớ mang máng hôm trước. Em có đến đón anh đúng không? Vâng. Xong việc nhanh chạy qua, xem sếp có cần đưa về nữa không. Nhưng mà sao mình lại thành người thừa? Thì tại hôm đấy anh gọi em không đến, cho nên anh mới nhờ bạn kia. Chứ với anh, em luôn là số 1 mà. Vâng. Cảm ơn sếp đã tin tưởng. Nghe cái giọng ghét thế. Thôi, ngồi xuống đây. Thế bây giờ em muốn em làm số mấy? Hay là duy nhất? Có những chuyện muốn cũng chẳng được. Tốt nhất không nên đòi hỏi. Cứ đúng phận sự. Em vẫn luôn là cô gái hiểu chuyện. Từ nay đi ăn nhé. Nếu không phải chuyện công việc, em xin phép được từ chối. Em làm sao thế? Thấy mặt anh đã sưng phù như vậy. Tại đợi mãi không thấy sếp duyệt bản kế hoạch của em, cho nên hơi lo. Không biết sai ở đâu ạ. Anh có tình cờ nghe được câu chuyện của em với Dũng. Anh không ngờ người em đang định hẹn hò lại là anh trai của nó. Gu của em bây giờ lại đơn sơ thế à? Thì em đang trong giai đoạn tìm kiếm mà. Cuộc sống bây giờ phức tạp, lòng người khó lường. Chính ra cái đơn sơ lại là giá trị khó kiếm. Nhưng ít nhất ấy, cũng đừng hạ thấp tiêu chuẩn của mình như thế. Nếu em cần, anh có thể giới thiệu bạn anh cho em. Có thể chưa phải là sát, nhưng cũng khủng khiếp đấy. Thì anh biết gu của em mà. Đến em còn chẳng biết gu của em là gì cơ mà. Em già rồi sếp ạ. Không còn thích những thứ phù phiếm nữa. Giờ em chỉ quan tâm những thứ thực chất thôi. Nhưng lựa chọn hiện tại của em đang có vấn đề. Dũng nó còn nhìn thấy điều đấy mà. Cảm ơn anh. Nhưng em không thích người khác bình phẩm về cuộc sống riêng tư của em. Ok.
Như vậy anh có thể hiểu em đã có quyết định của mình.